ngày 4 tháng 11 năm 2020, Hội đồng đội huyện Tân Lạc đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đánh giá về kết quả hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020, đại biểu dự hội nghị đã thống nhất nhận định, mặc dù là năm học gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, công tác đội và phong trào thiếu nhi đã có nhiều đổi mới, đa dạng, có chiều sâu, phù hợp với điều kiện của địa phương và tình hình dịch bệnh. Đội ngũ giáo viên, tổng phụ trách đội luôn nêu cao tính gương mẫu, nhiệt tình, có kỹ năng nghiệp vụ, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho các em đội viên. Nổi bật là phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của các câu lạc bộ, phóng viên nhỏ, đội sao đỏ, duy trì và nhân rộng các mô hình như hòm thư giúp bạn, trường lớp không ma túy, phong trào nhìn việc tốt, đôi bạn cùng tiến. Các liên đội chủ động đổi mới phương thức, chất lượng phong trào, kế hoạch nhỏ trên cơ sở hoạt động quyên góp, lao động, tiết kiệm của thiếu nhi nhằm giáo dục các em về ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tinh thần đoàn kết, sẻ chia với bạn bè. Trong năm học 2019-2020, quỹ kế hoạch nhỏ trong toàn huyện đã xây dựng được gần 32 triệu đồng. Từ nguồn quỹ đã hỗ trợ xây dựng một ngôi nhà khăn quàng đỏ tặng quà cho học sinh khó khăn. Năm học 2020-2021, chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi có chủ đề tự hào, truyền thống, tiến bước lên đoàn. Hội đồng đội huyện sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm công tác gồm hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi, triển khai phong trào thiếu nhi nam trực, thi đua, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, đẩy mạnh cuộc vận động vì đàn em thân yêu giai đoạn 2019-2022, triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện luật trẻ em năm 2016. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đoàn huyện Tân Lạc đã quyết định khen thưởng cho 17 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020.